Bình Chánh. Đây là sản phẩm do em cùng với bạn Nguyễn Tiến Mỹ lớp 9A10 cùng nhau hợp tác phát triển. Thì sản phẩm này có tên là cây gậy thông minh. Nó có 3 bộ phận chính là gậy, mạch cảm biến và loa. Quy lý hoạt động của chiếc gậy là khi mà có vật cản thì cái mạch cảm biến nó sẽ quét và nó sẽ gửi đến loa để thông báo cho người sử dụng biết rằng là có một cái vật cản ở phía trước. Thì em, và để đảm bảo an toàn hơn thì em đã lắp thêm một cái mạch cảm biến rung nữa. Thì trong trường hợp mà chiếc loa nó không sử dụng hoặc là loa phát mà người sử dụng không nghe thì nó sẽ rung lên để cảnh báo người sử dụng. Em muốn thông qua cuộc thi này giúp